chào quý khán giả của Let's Face, mình là Hương Trà. Trước đây thì mọi người thường gọi mình là Hương Trà Idol từ cuộc thi Việt Nam Idol năm 2008. Hiện tại thì mình đang là biên tập viên MC của đài truyền kỹ thuật số VTC. Bên cạnh đó, mình vẫn tham gia các chương trình ca nhạc và biểu diễn ở các phòng trà nhạc sống ở thủ đô Hà Nội. Ngoài thời gian dành cho công việc ở đài truyền hình thì Trà vẫn cố gắng dành thời gian và tâm huyết với con đường âm nhạc, với những sản phẩm âm nhạc cover các ca khúc tiếng Anh, những khúc quốc tế mà Hương Trà rất là yêu thích, và qua đó thì có thể tiếp tục được đam mê của mình, mang tiếng hát của mình đến gần hơn với quý vị khán giả. Trà đã từng đọc được ở đâu đó rằng âm nhạc và thời trang giống như là một đôi tình nhân tuyệt đẹp không thể tách rời nhau. Trà nghĩ rằng ca sĩ nói riêng và những nghệ sĩ nói chung hầu hết đều có nét cá tính riêng biệt. Điều đó không chỉ thể hiện qua những sản phẩm âm nhạc, những sản phẩm nghệ thuật của họ, mà còn qua phong cách thời trang rất là độc đáo của mỗi người. Thông thường mỗi lần đi diễn thì mình đều tự chuẩn bị, tự lựa chọn cho mình những bộ trang phục để phù hợp với tính chất của từng chương trình. Trà không phải là một người có lợi thế về hình thể, vóc dáng của Trà hơi nhỏ bé một chút. Chính vì vậy mà khi mà đi biểu diễn cho các chương trình ca nhạc thì Trà thông thường lựa chọn cho mình những trang phục về màu sắc, thường là những trang phục nổi bật, tránh những màu tối vì sẽ khiến cho thân hình của mình càng trở nên nhỏ bé hơn. Về phong dáng thì với những chương trình ca nhạc hay là những chương trình sự kiện sang trọng một chút, mình sẽ lựa chọn những chiếc đầm dài đuôi cá với những sắc màu tươi sáng. Bên cạnh đó, với những chương trình trẻ trung hơn thì mình sẽ lựa chọn những bộ đầm body gợi cảm và sexy. Làm hay là lên sóng truyền hình thì Hương Trà thường lựa chọn cho mình những bộ đầm công sở thanh lịch với những gam màu tươi sáng, bởi vì gam màu sáng sẽ giúp cho Trà đẹp hơn khi lên hình. Còn phong cách thường ngày của Trà thì lại khá là đơn giản. Mình chỉ tuân theo một cái nguyên tắc duy nhất, đó là không quá 3 màu ở trên người. Lựa chọn những trang phục thoải mái nhất, năng động nhất, đồng thời có thể thể hiện được cá tính của mình. Trà nghĩ rằng mỗi chúng ta ai cũng có thể tự định hình được cho mình một phong cách thời trang riêng biệt. Nếu như bạn hiểu cơ thể của mình, yêu cơ thể của mình, cũng như là hiểu được cái tính cách sở thích của mình như thế nào, từ đó có được những cái sự lựa chọn phù hợp để tôn lên được nét duyên dáng của riêng bạn. Bởi vì mặc dù có thể bạn không có được một vóc dáng như hoa hậu, nhưng bạn vẫn luôn luôn có thể đẹp theo cách của riêng mình.